Còn riêng Bà Rịa Vũng Tàu, tại văn bản số 12538 ngày 12 tháng 9 năm 2021, sau khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn về cơ bản đã được kiểm soát, Ủy ban dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho phép các khách sạn có dịch vụ khép kín có phương án đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, gồm Melia Hồ Tràm, Hồ Tràm Strip, Suối Nước Nóng Bình Châu và Sixsen Côn Đảo được thí điểm mở cửa đón khách nhằm từng bước thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế lĩnh vực du lịch. Sau những nỗ lực chuẩn bị của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, chiều 15 tháng 10, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với huyện Xuyên Mộc cùng hai doanh nghiệp đón những đoàn khách đầu tiên đến tham quan, nghỉ dưỡng. Sự kiện này là điểm nhấn đánh dấu bước trở lại của ngành du lịch của địa phương trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19. Bình Châu Hot Spring chính thức mở cửa đón khách trở lại sau hơn 4 tháng tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vào sáng 15 tháng 10. Doanh nghiệp xác định đây là bước khởi động nhằm thăm dò thị trường nên không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận. Và với cái mong muốn là khôi phục được cái nền kinh tế xanh cho cả nước cũng như là tỉnh nói riêng, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn đề xuất là chúng ta cũng tháo gỡ thêm và tạo điều kiện hơn nữa để cho người dân có thể đi lại được dễ dàng hơn. Thì từ đó họ mới có cái tâm lý là sẵn sàng đi du lịch. The Grand Hồ Tràm Resort and Casino ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Trong ngày đầu mở cửa trở lại, dù chỉ đón được 8 vị khách du lịch, song đội ngũ quản lý và nhân viên tại đây đều rất vui mừng, bởi họ thấy việc kinh doanh và đời sống xã hội đang dần trở lại bình thường. Chúng tôi đã thực hiện 3 tại chỗ 3 tháng nay, và tất cả các nhân viên của chúng tôi và khoảng gần 400 nhân viên đều thực hiện tiêm vaccine đầy đủ 2 mũi. Và chúng tôi nhận khách thì chúng tôi cũng đảm bảo an toàn theo quy định của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tất cả khách đều phải được tiêm 2 mũi vaccine và phải có xét nghiệm âm tính trước khi lên xe. Và xe của chúng tôi vận chuyển thì chỉ là theo mô hình một cung đường và 2 điểm đếm. Vì vậy cái việc đảm bảo an toàn cho khách thì được đặt lên hàng đầu và được ưu tiên. Để ngành du lịch từng bước phục hồi thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng bộ tiêu chí bảo đảm an toàn phòng chống dịch áp dụng cho 3 đối tượng gồm cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các khu điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. Trong đó quan trọng nhất là khách và nhân viên tham gia quy trình phục vụ phải có thẻ xanh vaccine.